Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng đẩy bãi của Yamaha. Model của nó là P5000S các bác nhé. Vâng, thì hôm nay chúng em về số lượng khá là nhiều, thì là các bác thoải mái lựa chọn. Vâng, thì là chúng ta trước thì em cũng đã nói qua về những cái dòng P5000S này rồi. Thì hôm nay chúng em sẽ làm tiếp một cái video, bởi vì hàng vừa về thì em sẽ làm tiếp cho các bác, là cũng là muốn thông báo với các bác là hàng bên em đã về có rất là nhiều. Đó, thì các bác quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới. Vâng, thì chúng ta sẽ đi chi tiết về cấu hình. Thứ nhất là về cái thiết kế là khá là chắc chắn. Đó, nó tương tự như các cái dòng ví dụ như là X2500 hoặc là P7000. Đó, thì nó thiết kế khá là giống nhau. Thiết kế khá là giống và cái độ dày nó tương đương nhau các bác nhé, độ dày nó tương đương nhau. Và tiếp theo về cái cấu hình thì em thấy ở đây là người ta có ghi sẵn cấu hình như chúng ta trên cái mặt nắp này, và em sẽ cậy ra thì các bác có thể đấy là thấy ở đây là model của nó là B5000S này. Đó, sử dụng dòng điện là 220 cho đến 230V này. Đó, ở đây thì nó lại ghi lại cái công suất thì nó lại xóa mất rồi, nhưng mà không sao các bác ạ. Con này là 1200W nhé các bác nhé. 1200W là công suất tổng hai kênh nhé. Nếu như đánh một kênh một thì nó sẽ là 600W trên một kênh. Vâng, thì đây chính là cái cấu hình của em nó. Và bây giờ thì em sẽ đánh giá tiếp về cái mặt sau. Thường thì các cái dòng như thế này thì là nó sẽ thiết kế khá là giống nhau, nó chỉ khác với công suất và sò thôi. Còn về cái thiết kế bên ngoài thì nó khá là giống. Ví dụ như là em này là được nó cũng thiết kế là cho chúng ta là đầu tiên nó có hai đường cắt súp các bác này, hai đường cắt súp cho chúng ta này. Ví dụ em gạt sang đây này em sẽ là tắt súp, còn nếu mà chúng ta gạt ra giữa đây thì là sẽ là đánh súp nhé. Đó, sẽ là đánh súp. Đó, và đây hai nút vặn này chính là hai nút vặn giúp chúng ta có thể là điều chỉnh giải tần của súp. Và khi chúng ta không dùng súp mà chúng ta dùng loa thì các bác nhớ gạt sang cái nút off cho em nhé. Đây, gạt sang nút off. Và tiếp theo ở đây thì là nó có ba chế độ là Sitte, Bright và Bananel, thiết kế khá là giống với dòng kia. Vâng, và dưới này thì đường ra nó cho phép chúng ta có thể kết nối dây Canon, cổng Canon và cổng 6 ni. Đó, thì chúng ta tùy chọn, chúng ta kết nối cổng nào phù hợp thì chúng ta kết nối. Đường ra của em nó thì ở đây là nó cũng có như mấy cái dòng kia thôi, không khác nhau tí nào, là chúng ta có hai đường cho hai kênh của loa, hai đường ra. Chúng ta có thể là đấu trực tiếp dây loa vào đây, hoặc chúng ta có thể là đấu dây 6 ni này. Còn cách nữa là chúng ta có thể đấu bằng dây niu trích. Đó, tùy theo chúng ta muốn sử dụng đường nào thì chúng ta sẽ sử dụng đường đó, rất là dễ dàng đúng không ạ? Và chúng ta ở đây là có hai quả thông gió khá là to nhé các bác nhé, khá là lớn hai bên. Đó, nó sẽ làm mát không khí rất là hiệu quả. Bởi vì cái con công suất này thì về cái thiết kế thì nó chỉ được tầm 40cm thôi, chưa đến 40 đâu, chỉ được tầm 35 thôi, 35cm. Đó là chiều rộng, chiều ngang của nó. Chiều ngang của nó thì nó rơi vào tầm 45. Đó, rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó thiết kế hai quả thông gió rất là to, giúp chúng ta hoạt động thoải mái, không sợ bị nóng nhé. Đấy, nó giúp cho cái linh kiện bên trong chạy rất là ổn định. Đó, và bây giờ thì em sẽ quay trực tiếp vào nội thất bên trong. Em sẽ tháo nắp ra. Đây chính là bên trong của em đó. Thì bác có thể thấy là đây là chúng ta có một cái nguồn của nó khoảng độ 16 các bác nhé, nguồn khoảng độ 16 thôi. Đó, nguồn 16. Thì với cái nguồn này chúng ta với nguồn này nó đáp ứng được cái công suất là 600W. 600W trên một kênh thì chúng ta có thể dùng thoải mái nhé, đánh thoải mái luôn, không phải ngại gì cả. Đó. Chúng ta có thể đánh với những cái đôi loa full 30. Đó, không sợ một cái gì hết, nó full 30 đánh thoải mái. Và các bác có thể thấy ở đây là, xin lỗi này em chưa kịp vệ sinh. Các bác nhìn này, nguồn đây là nguồn đồng nhé các bác nhé, đồng 100% là đồng nhé. Đó, bên trong không hề là có nhôm, các bác yên tâm.
bởi vì là những cái dòng Yamaha này thì có nhiều, rất là nhiều loại, loại rẻ tiền rất là nhiều, mới luôn. Hàng mới Yamaha cũng là cái Yamaha như thế này. Logo vẫn là P5000S nhưng hàng mới nó chỉ bằng cái giá tiền của nó chỉ bằng hàng bãi thôi. Bởi vì sao, là các cái linh kiện là người ta đã thay thế, ví dụ cái linh kiện cái nguồn như thế này, nguồn đồng này bên trong nó là nhôm, chỉ được mạ đồng bên ngoài thôi. Nên về cái khối lượng nó cũng không nặng được bằng những cái con đẩy bãi này. Đó, thế nên cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Đấy là tại sao mà rất là nhiều bác hỏi tại sao bác hỏi mua cái cục đẩy mới. Cục đẩy mới mà sao giá còn rẻ hơn cả cục đẩy bãi bên mình là sao? Thì em cũng phải nói với các bác là mới cái giá bây giờ là tiền nào của đấy thôi. Chứ không thể nào mà đồ cũ mà bán đắt đồ mới được, không bao giờ bán được như thế các bác ạ. Thế nên là nó chỉ khác nhau với linh kiện thôi, còn bên ngoài thì thiết kế thì đa số là chúng ta không thể nhận được ra. Đó, nên là các bác khi trước khi mua sản phẩm các bác lưu ý nhé. Lưu ý lựa chọn những sản phẩm và tìm hiểu những cái rất là tìm hiểu kỹ càng vào. Chứ đừng chúng ta cứ vội vàng bỏ tiền ra rồi chúng ta sẽ mua cục nợ về nhà, cục tức về nhà. Rồi ok, em sẽ nói tiếp. Thứ nhất là đây là hàng sản phẩm bãi này, xuất xứ Trung Quốc này các bác này. Bãi xuất xứ Trung Quốc. Đó, thì khi mà chúng em bán hàng thì hàng ở đâu chúng em nói ở đó. Và con này nó được là chạy, đây các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là 24 sò các bác nhé, 24 sò. Đó, thì chúng ta 28 sò, em xin lỗi, 28 sò. Thì là chúng ta có thể đánh thoải mái. Thường thì công suất em không tính sò, đó, bao nhiêu sò em không quan tâm. Quan tâm là em chỉ quan tâm công suất nó là bao nhiêu thôi. Đó, bởi vì là em cũng nói rất là nhiều rồi, sò thì có những cái con ít sò công suất nó khỏe hơn nhiều sò các. Nó đẩy thì chúng ta sẽ không tính công suất mà chúng ta để tính sò, không tính sò mà chúng ta chỉ tính công suất nha các bác nhé. Và tiếp theo là chúng ta có thể thấy ở đây là bốn tụ, các bác có thể thấy đây bốn tụ là 63V và chạy là 1000mi. Đó, 63V và chạy 1000mi. Tụ này có thể là oánh thoải mái, tụ rất là to. Đó, thì với cái thương hiệu Yamaha này thì người ta đã tính toán hết. Đó, với công suất bao nhiêu, người ta cần nguồn bao nhiêu và tụ bao nhiêu và bao nhiêu sò hợp lý là người ta đã tính toán hết rồi. Các kỹ sư của Yamaha này rất là giỏi đấy, chúng ta không thể nào mà ấy qua loa được, đúng không ạ? Bởi vì cái thương hiệu này rất là nổi tiếng trong cái giới âm thanh. Vâng, thì là đây chính là cái cục công suất. Đó, các bác nhìn bên mạch thì bọn em vẫn chưa vệ sinh được. Đó, chúng ta chỉ cần vệ sinh lại một chút là nó sẽ sáng loáng sạch sẽ ngay. Đó, các bác nhìn rất là bẩn đúng không ạ? Vì là qua thời gian sử dụng thì nó sẽ là những cái bẩn như này là không thể tránh được, chúng ta sẽ phải vệ sinh lại. Nếu như các bác quan tâm hay là đặt hàng bên em, nếu các bác muốn vệ sinh thì bên em sẽ vệ sinh cho các bác, nó hoàn toàn miễn phí trước khi giao cho các bác, các bác yên tâm. Đó, thì là hiện tại thì cái dòng sản phẩm này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Thì là nếu như các bác quan tâm thì vui lòng để lại số điện thoại hoặc có thể gọi trực tiếp từ số điện thoại 0978 503 822 để được bên em hỗ trợ. Em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Và các bác nhớ like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.